Giờ mô Phật ra đi. Mô Phật ra nha. Rồi niệm Phật rồi đọc chú đi. Đọc chú chịu hội đi. Thôi vì bây giờ á, nghiệp hết rồi, tới ngày giờ mình phải ra mặt rồi. Thì bây giờ mình ra mặt để mình tạo công tạo đức tạo phước cho bản thân và dòng tộc con cháu nha. À, từ dòng thí dụ giờ nói về hiện tại giờ đi, dòng của anh giật chết thằng này, thành ra không giật mấy anh nữa, mới chết đây cũng... xong cái dòng của anh rồi. Bây giờ lệnh nó giật mỗi một dòng là một thằng. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả, hiện tại bây giờ thì Thận vẫn còn ở vị trí của anh Ngà đó. Thì giờ này cũng chiều tối rồi, thì gia đình cũng có duyên với một sư phụ. Tuy rằng trời mưa mà sư phụ cũng hết lòng tới để giúp đỡ cho gia đình của anh Ngà cũng như là hai anh bị tâm thần đó bằng cách chữa trị. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là sư phụ rất là tốt, không có lấy tiền công gì hết, thì cố gắng giúp. Thần cũng hy vọng thì hai anh có duyên tới sư phụ để được điều trị đó. Thì đây thì sư phụ là cũng căn dặn là sẽ làm một cái miếu. Thì hồi sớm thì làm cái cửa dây phía trước thì sư cũng tới đây rồi. Bây giờ sư mới kêu là chỉnh lại cái cửa dây ngăn hông dây. Thì hiện tại giờ sư cũng đang có mặt tại đây. Thì Thận cũng một lần nữa thì Thận xuống xin được phép nhắc lại là sư tới đây là với cái lòng tốt của sư, là sư trị bệnh hoàn toàn miễn phí để giúp đỡ cho gia đình. Mang dép vô cho nó đỡ đau anh. Đó, phía trước là sư đó cô chú anh chị. Thì mấy ngày nay á, thì Thận không có quay, nhưng mà sư cũng tới đây mấy lần rồi. Một lần hả? Một lần phải không anh? Sư cũng ở đây một lần, dạ. Lần thứ hai rồi. Sư cũng tới đây rồi. Vì hiện tại giờ là diễn biến của anh Thảo là sau khi mà sư tới đây á, thầy và thầy chị á, thì cái sức khỏe với lại cái tinh thần thì anh thấy sao? Anh Thảo từ cái lúc mà sư tới đây á, thầy thấy hình như là nó tỉnh ngộ rồi, hiền lành, không dạ. Có không có hung dữ nữa. Dạ. Thấy cũng rất mừng là nó yên, nó không quậy nữa. Dạ. Thì Thận cũng hỏi ý kiến với thầy sư phụ rồi. Thì Thận cũng truy cập luôn, sư phụ cũng đồng ý. Thì đây là một cái chuyện cũng rất là tốt. Thận cũng hy vọng là hai anh được thầy chữa trị, thì cũng như là sư phụ chữa trị để hết. Dạ thì con hỏi rồi, vậy nào sư phụ cho con đeo cái mic này. Rồi sư phụ có thể chia sẻ cho con là hôm nay thì lần đầu tiên gặp sư phụ ha. Thì con cũng được biết là trong cái lần trước sư phụ có tới đây rồi, nhưng mà con thì không có quay. Nhưng mà được cái bài đánh giá của anh Ngà với anh được ở đây á, thì từ cái lúc mà sư phụ tới đây á, thì anh Thảo là không có quậy nữa, chịu khó chịu ngủ ăn ngủ, ít có chửi bới. Rồi diễn biến rất là tốt. Rồi con cũng hy vọng là sư phụ có duyên rồi để điều trị được. Thì cái căn bệnh này là cái căn bệnh nó như thế nào, sư phụ có thể chia sẻ cho con được biết chút xíu không? Rồi thì bây giờ trước nhất xin chào cộng đồng, cộng đồng mạng và mỗi vật, chào gia đình và chào kênh Thượng Phạm Official. Hôm nay đó thì cũng là nói ra hẳn ra cũng có cái duyên, tôi thì thật ra cũng nhiều người biết tôi học đạo để cứu nhân độ thế. Thì những cái bệnh như thế này đó, nếu mà có dính tới tâm linh thì tôi xem rồi đó, thì nếu có duyên thì tôi đến tôi giúp. Nói thẳng ra thì ở đây cũng không phải là xa xôi gì với cái nơi tôi ở, nhưng mà tôi chưa, từ đó giờ tôi, tại vì không ai biết tới thì tôi không có đến. Thì cái bữa tôi vô á, thì tôi cũng có liên hệ với Thượng Phạm và gieo duyên để tôi soi, tôi nhìn coi cái phần thiên trong người á, có dính tới tâm linh không, giữa cái chú Phạm Văn Thảo và cái chú Phạm Văn Úc. Thì đây là một cái
cái vấn đề là nhờ ông trên hướng dẫn, nói ra thì mình soi căn để mình thấy, ông trên cho mình thấy được thì mình mới thấy được. Thì thấy là tức là đây là phần thiên, người cõi trên chứ không phải người cõi dưới. Nhưng người cõi dưới thì dễ lắm, thầy có thể giúp đỡ được bất cứ gì nào. Nhưng mà cái này phần thiên thì phải có cái phần ông trên cho phép mới làm được, mới khiển họ hạ nhiệt được. Thì tại vì giữa tôi và họ thành giao cách cảm, có cảm nhận được qua vấn đề tâm linh thì thấy nhau. Thì tôi thấy mấy ông, thì mấy ông mới mời tôi vô. Trong cái vấn đề khi mà tôi thần định thần để tôi chuyển điển qua, qua giác quan thứ sáu, tôi kêu. Thì ở đây người ta bảo mấy ông biết luôn cái chú ở ngoài đó, đó là da dế ở trên đó, nó nhỏ hơn cái chú Út nha. Chú Út là bạch anh không giữ ha, anh không giữ á, đứng theo da dế không, nhỏ hơn không á, cái ông nhỏ, ông Út, ông Văn Út 37 tuổi, thịnh tuổi gì tuổi dần, ông đó là giai thánh, đệ tử của thánh. Còn cái ông kia là thần. Thành ra trên vấn đề á, thì tôi thấy rồi thì tôi vô tôi nói chuyện. Mà thật ra tôi cũng chưa vô đâu, bởi vì á, trễ hơn chút xíu á, cái dòng tộc nè, cái dòng tộc của anh á, nếu mà không có người nói ngôi, tại vì đây là tổ này, nó tổ của quý vị đó từ ở bên Trung Quốc, người ta sư ta làm thầy, người ta mới đi vô, ta cái bằng đi từ chỗ này tới chỗ kia để làm bệnh. Thành ra phép tắc là dữ lắm, quý vị không biết. Thì bây giờ khi ổng chết rồi á, không có người nói nghiệp, cái này là bên lỗ ban, hiểu không, lỗ ban, tổ sư lỗ ban mà. Thành ra ổng khi mà ổng liễu đạo rồi đó, thì ổng đầu thai mà ổng được về núi tu tiếp. Mà khi ổng tu tiếp xong rồi đó, thành rồi đó, thì trong chiến họ mới nhờ ổng xuống để độ hộ cho công quả công trình tiếp trong cái vấn đề cứu nhân độ thế. Nhưng mà không ai nói nghiệp, thành ra khi ông về rồi ông mới giờ mà hằng nào dự ý chọn ngang đó nhảy vô, làm sao quý vị kiếm được người đặng mở được cái cửa linh hồn để cho ông biết sự hiện diện của ông, thì ông mới không hành con cháu, không vật chết. Từ dòng thí dụ giờ nói về hiện tại giờ đi, dòng của anh vật chết thằng này, thành ra không vật mấy anh nữa, mới chết đây còn xong cái dòng của anh rồi. Bây giờ lệnh nó vật mỗi một dòng là một thằng. Bây giờ tới cái dòng cháu, tới đúng giờ đúng ngày mà không giải quyết được, vật tiếp nữa. Thì cái bữa tôi coi là vật thằng cháu của anh, dòng nội nha, chứ không vật dòng ngoại. Bên ngoài anh còn yên yên à, còn bên nội anh cứ rớt lạ. Thì xong rồi đó, thì tôi thấy tôi hết hồn, tôi nói trời ơi, trễ quá rồi, không kịp. Thôi vậy vô, tôi tức tốc, tôi không biết địa chỉ đây mà tôi tìm vô. Tôi vô để tôi xin, Thôi, hạ nhiệt lại, tới đây chấm dứt, hết dịp, hết quả. Làm thử nguyện của mấy ông, thì mấy ông sẽ độ hộ con cháu này chứ không có hành nữa. Rồi xong thì thôi, đó, từ đó. Còn cái chú bữa, cái chú Hiền á, là đệ tử của mẫu. Hiểu không? Thằng này nó không có ở trần của tuồng đâu, như thằng kia đâu. Hiểu không? Mẫu là phải còn kín đáo. Còn cái kia là tới lúc mà lên, từ 10 năm mới lên mà không giải quyết được là xử đẹp hết. Giống như người điên vậy. Mà điên á, nói thẳng ra nếu điên á, thì không có biết mình là ai. Nhưng mà cái này lúc tỉnh biết mình, biết người này người kia, nhưng mà khi lên rồi thì không biết ai, thì cái này không phải là đi. Phải coi lại, mình có phải suy nghĩ cái chuyện đó, mình phải coi lại nó thực chất nó coi đúng gì không. Chứ còn nói thẳng ra là tôi cũng do từng hỏi quý vị, theo dõi quý vị trên những cái kênh của Tụng Phạm này, này kia của tôi, thì tôi theo dõi để tôi cảm nhận được trước nhất trước khi tôi xem. Thì cũng đi nhà thương hồi xưa bao nhiêu rồi, này kia đủ thứ hết, thì bao nhiêu thầy về tâm linh cũng có, mà về y học cũng có. Thì ai trị được, giúp được thì giúp. Cái chuyện đó mình không có để tách ai hết. Nhưng mà cái vấn đề đó thì cái hệ này là phải muốn giải quyết họ, giúp họ.
cũng dạy như đó. Nếu mà mình không đủ trình độ thì giống như là học trò mà dạy lại thầy thì lúc làm sao dạy được, phải bằng với ngang hơn với cái điển thiên. Thành ra lỗ ban đó mà phải ông thầy lỗ ban đó, ông học lỗ ban mà ông phải tu đạo theo đạo tiên đạo Phật đó, thì ông giải quyết được liền, nói nhau một nghe liền. Còn mà thầy đó, mình không phải là nói gì, nếu mà đặt hợp đó, ông dòm vô mà ông thấy không được thì ông không có nghe lời. Mà nói chuyện với ông mà phạm thượng là ông đánh vô gì á, chứ ông hay là chụp đầu đánh vô mặt đâu, mà cái người thầy đó về sẽ bệnh. Nếu hổn á, hổn nhẹ thì bệnh nhẹ, mà hổn nặng á là về vài tháng là chết luôn, ông đánh là đánh tử luôn. Thành ra trên vấn đề đó đó, tôi thấy được thì tôi làm được, tôi giúp được theo khả năng phúc chủ mai thầy. Cái chú này đó bây giờ với thời gian là nào uống thuốc xương gió thì có thể khi mình sinh ra được rồi thì cũng phải thời gian, từ từ sẽ hồi phục lại, thì lúc đó sẽ thoát chuồng ra vậy thôi. Thì trên vấn đề đó mình phải hiểu, chứ cần cúng tế sinh ông ra tôi sẽ cho phép được ra. Chứ có đúng ra là ổng, nếu ổng tỉnh ông ngồi trước cái chỗ mà khi tôi cúng đó, tôi vừa hết rút ông ra, tôi mở cửa cho ông đi ra thì dễ, nhưng mà sợ ổng đầu óc ông chưa có bình thường, thành ra có sự cố thôi thì cứ mình cúng trước, ra giới xin ông đồng là vô cúng trước, rồi những cái gì tôi làm được tôi sẽ làm cho. Ông ngoài kia hai người hết nước hết trơn anh. Cái này là nhiều tập lắm nha. Cái vấn đề này, cái câu chuyện này rất nhiều tập chứ không phải đơn giản mà làm. Thí dụ như là ông bình thường như mọi người ở đó về, thí dụ 10 năm, 12 năm thì còn học chưa giữ. Mà cái thánh này là thánh giữ, tôi công nhận là tôi gặp nhiều lắm, nhưng mà gặp ông này là đứng đầu trong cuộc đời thôi. Thành ra thôi thì không sao hết, từ từ nó sẽ hạ giải quyết hết, nó sẽ hạ giải hết, quý vị cứ yên tâm. Nếu mà trong cái bữa, từ bữa đó tôi ghé tới bữa nay thì cái tình hình của hai người đó làm sao, Phạm Văn Thảo và Phạm Văn Út thế nào tình hình? Bữa đó vô nói chuyện thôi nha. Từ bữa sư phụ đến đây để giúp cho, mới nói chuyện thôi, hai em hết bệnh đó là rồi sư phụ về tới nay thì hai em nó bớt bệnh bớt nhiều phải không? Nó yên, nó không có la nói, nó không có quậy, không có la nữa. Rồi nghĩa là không phải là tới giờ là lên phải không? Không còn giờ nữa, im luôn tới nay luôn. Rồi thì tôi cũng chúc mừng, bây giờ tôi đã trì pháp vô rồi thì tôi xin chư thiên xuống để hộ thôi. Dặn ổng để mình vô giao lưu nói chuyện dân bình thường. Ông biết ông thức chưa? Ông về là ông thức chưa? Mà thức bữa nay nó không có ngủ. Chị hả? Chờ tôi. Dạ. Tất cả quý cô chú chị, quý mạnh thu quân và quý khán giả, thì sư phụ nãy giờ thì cũng trò chuyện rồi, thì Thận cũng hy vọng nếu mà hai anh này nằm bên phía tâm linh thì Thận cũng hy vọng là anh sẽ có duyên tới sư phụ để được điều trị sớm, được bình thường cho sức khỏe của hai anh á. Thì hiện tại giờ thì đều rất là tốt, như anh Ngà chia sẻ lại thì từ cái lúc sư phụ tới đây thì hôm nay sư đến thì giờ duyên hai anh nói chuyện, là có một cái cử chỉ nó hiền hậu lại là nó rất là tốt của sư phụ dự phó Thận thôi. Thì hồi nãy Thận gặp sư phụ trước khi lại đây thì sư cũng xin phép hay sao đó, rồi sư cũng làm gì đó, thì bây giờ mình vô mình trò chuyện như thế nào ha. Rồi dạ. Vừa nó cắt móng tay ổng nha, tôi kêu ông cắt móng tay ổng, hớt tóc, cạo râu thì sạch sẽ ha. Ông đệ tử nhỏ này cũng vậy nè, để tôi vô nói chuyện thì kêu phải làm. Thầm nhớ tới cái video đầu tiên á, sư phụ có thấy video đầu tiên của con sư phụ? Thấy chưa? Ướt nhẹp vậy nè. Thấy hết. Rồi ổng đây, ổng nằm ngủ rồi phải không? Thôi để cho ông ngủ đi. Ở đây con mới gắn cái quạt. Rồi hơi tối rồi, phê quá. Đó. Anh mới biết điều khiển đó, nó kìa điều khiển cái quạt ngay anh ngủ luôn kìa. Rồi, ngủ chưa? Hay là thức? Sướng rồi. Thôi ngủ đây, hai để cho ngủ đi, cho đi nhé. Rồi. Gắn này cô chú anh chị. Ngoài này con cũng mới gắn rồi, cái dàn năng lượng mặt trời cho ban đêm ánh sáng nữa là sư phụ. Tốt rồi. Nam mô Phật Thổ, cái Phật Thổ tâm dị thổ, ngủ thôi chỉ tiên liên chứng hộ thiệu, cho đệ tử được cùng thánh thiên thiên sắc, hộ cho sư là thỉnh chữ gì thần linh là bám sáu lục của sinh thần, thần hộ sát về nhập sát hộ này, thần trừ tà đi các bác sĩ sỏi đây, thần đức các khách mỹ hạ phép vô chào. Ô con xin cái hộ nó hộ và gia phật tổ hộ gia hộ nam mô và việc đó nó sáu sáu bây giờ cột lại việc các bác sĩ sỏi bây giờ.
phép. Nam mô Đức Khắc Minh, Nam mô Đức Khắc Minh. Rồi. Mô Phật. Mô Phật. Rồi sạch sẽ không? Vui vẻ không? Vui vẻ. Khỏe mạnh không? Khỏe mạnh. Hôm nay sao rồi? Hôm nay thấy sư vui không? Vui. Hả? Vui. Vui thiệt không? Thiệt phải không? Cô tổ chào cô tổ, cô tổ khỏe không? Cái này cô tổ cho cái này ông này mới cô tổ tại đỉnh này. Ờ, rồi. Thì hôm nay đó, từ bữa bữa tới bữa nay rồi, ông khỏe không? Ông vui vẻ không? Vui vẻ. Ông bớt hành xác rồi phải không? Bớt phải không? Ừ. Ừ. Rồi bắt tay một cái. Chuyển điểm qua nè. Rồi bây giờ nói sư nói vậy. Vài bữa nó cúng ông và ông cho cắt ngón tay không? Cho sạch sẽ. Đâu có cứng bao nhiêu. Không dài quá xấu vô lắm, thật mà mình là. Cho cắt cái này không mẹ. Ờ thì cắt nó đi. Anh có được cắt ngón tay không? Cắt ngón tay lại nha, cho sư nha. Lần cúng tế là người ta thượng lên à. Lên mà ăn trên ngồi trước à. Điều nguyên chuyển tướng nha, trăm quan nha. Chịu không? Ờ. À. Rồi. Thì bây giờ không có la lối nữa. Phải cho cái xác nhẹ nhàng. Rồi cái bữa mà sư vô để giao lưu đó thì phải tắm bữa sạch sẽ, xịt dầu thơm nha chưa? Chịu không? À, xịt dầu thơm à, có vô đây à, hơi thanh quá, tôi không, chui thiên xuống để ra chạy hết à. Sạch sẽ lên này nha. Mặc đồ đây, đẹp đẽ ra ngoài, không rách rưới gì tôi không chịu á. Chịu không? Ờ. Không có mặc đồ rách đi á, trời ơi, đưa bộ chỉ huy quân đội chỗ này tôi đâu có khói. Mắt đàng hoàng nha. Anh Ngà, không có đưa cho anh cái quần cho nó chắc hơn nữa. anh vô lấy cái quần khác đẹp hơn là mặc đây thay đồ cho tôi coi ơi. Thay liền luôn đi. Về tắm đi nha, tắm đây, biểu diễn tắm cho tôi coi nha. Rồi, đâu mở nước rồi. Rồi anh vô lấy cái quần mới đi với cái răng cho cô tổ người ta tắm bữa coi. Nè bữa đó đi vô thăm ông mà ông bắn luôn cái này tay tôi xin tới bữa nay nè. Rồi đâu có bắn đâu, bữa đó ngồi ngay chỗ này im đệm lắm. Dạ. Yeah. Ừ. Thôi vì bây giờ á nghiệp hết rồi. Tới ngày giờ mình phải ra mặt rồi. Thì bây giờ mình ra mặt để mình tạo công tạo đức tạo phước cho bản thân và dòng tộc con cháu nha. Dạ. À. Trưởng nha. Ừ. Có duyên á mới xuống đây gặp đó. Chúc mừng nha trời ơi. Hồi xưa học đạo ở đâu? Nói xin nghe đây. Ở nơi này. Không chỗ này không có người có trình độ. Rồi trước tiên thì đến nơi này cũng cái kiếp sống hình ảnh ấy gì nè. Rồi học qua cái kiếp làm ra có biết pin ra hơi không ạ? Thì đó rồi tôi nói là tiền hiện kiếp, còn cái tiền kiếp kìa bao nhiêu trăm kiếp rồi. Học phép gì? Học phép của ai hồi đó? Đi thọ giáo Phật quán về của nhà người thế. Hồi đó phép này phép Phật. À vậy là cùng hệ với nhau phải không? À cùng hệ với Chúa. Ừ. Quá sao mừng. Mô Phật gì? Mô Phật gì? Mô Phật ra. Rồi niệm Phật rồi đọc chú đi. Đọc chú chịu hội đi. Rồi